chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bitseller. Hôm nay Bitseller sẽ hướng dẫn cho bạn về cách di chuyển dữ liệu từ TikTok Shop sang TikTok Shop của mình. Và để sử dụng tính năng này, các bạn cần lưu ý 4 bước như sau. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ đồng bộ thông tin mới nhất của sản phẩm từ TikTok Shop. Bước thứ hai là sẽ xác nhập trạng thái của sản phẩm muốn di chuyển. Bước thứ ba là export sản phẩm từ TikTok Shop vào hộp nhép TikTok Shop. Và bước cuối cùng là chỉnh sửa thông tin và sau đó đăng tải sản phẩm lên. Bây giờ thì mình sẽ vào từng bước cụ thể để các bạn có thể dễ dàng theo dõi hơn. Đầu tiên thì tại một sản phẩm, mọi người lựa chọn về di chuyển dữ liệu. Tại đây thì mình có thể lựa chọn nền tảng nguồn mình muốn di chuyển dữ liệu từ TikTok sang TikTok, thì mình sẽ nhấn vào TikTok mọi người. Sau đó mọi người có thể lựa chọn vào shop mà mọi người muốn di chuyển dữ liệu. Mọi người có thể lựa chọn hoặc là lựa chọn tất cả. Mọi người nhấn vào đồng bộ sản phẩm. Đây là sản phẩm đã được đồng bộ. Mình sẽ lựa chọn về sản phẩm này. Sau đó mọi người có thể là export to store từng sản phẩm một tại đây, hoặc là lựa chọn nhiều sản phẩm export to store tại đây. Mọi người cũng có thể lựa chọn di chuyển cả gian hàng. Gian hàng thì mình có thể lựa chọn tùy thuộc vào là từ TikTok Shop của mình. Đây, gian hàng. Sau đây thì mình có thể lựa chọn chuyển sang sàn thương mại điện tử Lazada, Sendo, Tiki, TikTok Shop, hoặc là bất kỳ sàn nào mà mọi người đã có liên kết. Mình sẽ lựa chọn shop mà mình muốn liên kết. Sản phẩm trùng lập thì có thể lựa chọn bỏ qua. Nhấn vào đồng ý thì mọi người có thể là mình di chuyển được toàn bộ gian hàng. Tại đây thì mình sẽ di chuyển sản phẩm này. Nhấn vào Import to Store. Lựa chọn về shop TikTok shop mà mọi người muốn di chuyển sản phẩm qua. Nhấn vào Import, sau đó mình sẽ vào hộp nhép. Đây là sản phẩm mà mình vừa vào Import to Store. Mọi người nhấn vào, có thể lựa chọn chỉnh sửa từng sản phẩm một như thế này hoặc lựa chọn nhiều sản phẩm, nhấn vào chỉnh sửa hàng loạt. Đây mình sẽ lựa chọn chỉnh sửa hàng loạt. Ghép nối hết này. Nhấn luôn và tiếp theo. Nhấn luôn và tiếp theo. Tại đây thì sẽ có các thông tin liên quan về sản phẩm để các bạn có thể chỉnh sửa. Những tiêu đề mà có dấu sao như thế này thì mọi người bắt buộc yêu cầu mọi người là phải chỉnh sửa thông tin của mình dấu sao thế này. Sau đó mọi người nhấn luôn và lên. Tại đây thì mình có thể xem là thao tác của mình đã tải lên thành công hoặc là tải lên thất bại. Thì nếu như mà thất bại thì mọi người có thể nhấn vào đây để chỉnh sửa, hoặc là mọi người có thể là kiểm tra thông tin của mình. Nếu như mà đã tải lên thành công á thì nó sẽ nằm ở một là sản phẩm online vào đây để kiểm tra. Thứ hai là mọi người nếu như mà muốn kiểm tra sản phẩm của mình tải lên thất bại hay thành công thì vào hộp nhép. Đây là một chờ tải lên, đang tải lên thất bại. Nếu như mà tải lên thất bại á thì nó sẽ nằm ở mục này, nhấn vào kiểm tra sản phẩm, sau đó nhấn vào đây để chỉnh sửa một lần nữa. Vậy là Bitseller vừa hướng dẫn xong cho các bạn về cách sử dụng tính năng di chuyển dữ liệu từ shop TikTok Shop sang shop TikTok Shop của mình. Hãy nhấn like, share, subscribe, chọn vào nút chuông nho nhỏ để nhận được thông báo khi có video mới sớm nhất. Và nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng mình hoặc comment phía bên dưới để Bitseller có thể hỗ trợ cho bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi, chúc các bạn áp dụng thành công tính năng này để có thể kinh doanh hiệu quả. Bitseller xin chào và hẹn gặp lại.